Rồng là một phần của nhiều huyền thoại và văn hóa dân gian trên khắp thế giới. Cho dù chúng là một phần trong trí tưởng tượng sống động của tổ tiên chúng ta hay đã ăn sâu vào não bộ chúng ta, nỗi sợ hãi về các sinh vật bò sát theo dòng thời gian tiến hóa của loài người vẫn còn là vấn đề gây tranh luận. Một số con rồng được miêu tả trong các bộ phim và show truyền hình trông rất đáng sợ và vô cùng tráng lệ. Nhưng còn những con rồng trong phim hoạt hình thì sao? Trong video này, mình sẽ giới thiệu với các bạn những con rồng trong loạt phim hoạt hình dài tập và movie của vũ trụ How to Train Your Dragon. Danh sách này sẽ bao gồm 10 con rồng lớn nhất từ loạt phim này, kèm theo danh sách là kích thước, khả năng cũng như ngoại hình của chúng. Chúng ta bắt đầu thôi nào. 10. Fireworm Queen. Con rồng nữ hoàng này thuộc chủng rồng Fireworm hay giun lửa, Love Stalker, lần đầu tiên được nhìn thấy trong Dragon's Riders of Berk. Những con Fireworm nữ hoàng hay công chúa có bề ngoài tương tự như những con Fireworm thông thường, nhưng có một số điểm khác biệt khiến chúng nổi bật so với những con còn lại. Ví dụ, trong khi con rồng Fireworm thông thường có thể nằm gọn trong lòng bàn tay con người, thì con rồng chúa lại to hơn gấp nhiều lần. Khi không ở trạng thái nung nóng hoặc ở gần tổ của mình, màu da bình thường của nữ hoàng Fireworm là vàng nhạt, với sừng, đốm và bụng màu rám nắng. Nó cũng không phát sáng ở trạng thái này. Tất cả các con Fireworm đều có thể làm nóng da của chúng đến nhiệt độ được cho là nóng hơn mặt trời, đủ nóng để có thể đốt cháy hầu hết mọi thứ. Nữ hoàng Fireworm có hơi thở lửa loại napalm rất mạnh và sáng, phát ra các hạt nhỏ giống như pháo hoa. Những con nữ hoàng này dài 27m và nặng hơn 2,7 tấn. 9. Whispering Death. Ở vị trí tiếp theo là những con rồng có hình dạng kỳ lạ được gọi là Whispering Death hay tử thần thì thầm. Đây là lớp rồng thuộc loại Boulder được nhắc đến lần đầu tiên trong bộ phim How to Train Your Dragon đầu tiên. Chúng có bản chất rất phá hoại và hung hãn, tấn công bất cứ thứ gì cản đường và thường khiến mọi người phải sợ hãi. Các bạn có thể đặt mua áo Godzilla hoặc khủng long tại trang áo godzilla.com để ủng hộ mình. Hình ảnh được in vào áo bằng công nghệ in chuyển nhiệt đem lại chất lượng cao nhất. Chúng thường sống trong các đường hầm dưới lòng đất, nơi chúng độn thổ bằng cách đào hang tấn công kẻ thù hoặc con mồi. Chúng có cái đầu to với đôi cánh nhỏ và hàng gai ở khắp nơi. Chúng cũng có một cái đuôi rất dài xoáy theo chuyển động tròn. Ngoài hàm răng và cơ hàm siêu khỏe, chúng còn có thể phóng gai ra để tấn công. Chúng có thể thở ra những vòng lửa tròn nóng và rất nhanh nhẹn, bền bỉ và thông minh. Đầu của những con rồng này dài khoảng 2m, nhưng chiều dài của chúng là 29m và nặng gần 1 tấn. 8. Scaldrun. Những con Scaldrun được coi là loài không thở ra lửa, nhưng chúng dường như sở hữu các nguồn nhiệt khác ngoài nhiệt độ cơ thể. Lần đầu tiên được Fistlax nhắc đến trong bộ phim đầu tiên. Chúng có khả năng phun ra nước nóng gây bỏng. Những con rồng này xuất hiện lần đầu trong phần series Riders of Berk. Theo Fistless, nước của Scaldrun đủ nóng để bóc vảy của Screaming Death. Loài rồng này thuộc lớp Tidal, chúng to lớn và phát triển đến kích thước của một con cá voi. Chúng có khả năng làm nóng nước mà chúng hút vào. Có chiếc đuôi giống như đuôi cá giúp nó bơi lội khi đầy nước. Bụng của Scaldrun nhô ra và trở nên rất tròn. Cổ của nó rất dài và mỏng. Đầu thường khá mảnh với hàm dưới trông như một cái túi treo ở cằm. Chúng nặng hơn 1,3 tấn và dài khoảng 31 mét. 7. Typhon Meren. Đây là con rồng Bloodstalker xuất hiện lần đầu trong Riders of Berk. Chúng là những con rồng rất lớn và có nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm xanh, vàng, đỏ và cam. Chúng có hai chiếc sừng rất lớn và đôi mắt màu cam, đôi chân giống hệt của loài Monster Nightmare, khiến chúng trông giống như một giống lai giữa Monster Nightmare và Timberjack. Hơi thở rực lửa của Typhon Meren giống như một cơn lốc xoáy khổng lồ có thể đốt cháy bất cứ thứ gì trên đường đi của nó, ngoại trừ thứ còn sót lại ở giữa. Chúng có khả năng phun ra những đường lửa lớn dài tới vài chục mét. Typhon Meren sở hữu sức mạnh to lớn kết hợp với kích thước và trọng lượng khủng, khiến chúng trở thành một trong những loài rồng không phải alpha mạnh nhất được người Viking biết đến. Những con rồng này có thể dài tới 39 mét và có sải cánh rộng hơn 61 mét. 6. Submariper. Con tiếp theo trong danh sách là một con rồng biển sâu khổng lồ tạo ra những xoáy nước và sóng thủy triều để đưa con mồi xuống chiếc hàm đang chờ đợi của nó. Submariper là một con rồng lớn thuộc lớp Tidal và cũng là một con rồng thuộc lớp Tracker. Chúng xuất hiện lần đầu trong Dragon's Race to the Edge. Có thể nhận biết Submariper bằng các bong bóng có mùi hôi đặc biệt xuất hiện khi nó đến gần. Nó phản ứng với những rung động ở vùng nước phía trên và sẽ đi theo chúng với hy vọng gặp được thức ăn.
Submariper đã được chứng minh là một con rồng cực kỳ mạnh mẽ vì nó có thể đối đầu với Titan Wind Sailfire bằng cách sử dụng cú húc bằng cả thân mình lên con rồng lớn. Submariper có ngoại hình tương tự như một con lươn có chân, nó dài gần 45m, mặc dù một số trang web tuyên bố sai lệch rằng nó chỉ dài 15m. Ở vị trí thứ 5 đó là Sailfire. Sailfire là một con rồng lớn thuộc lớp Tidal xuất hiện lần đầu trong Dragon's Race to the Edge. Sailfire là một sinh vật biển sâu khổng lồ có hình dáng giống với loài giáp sát. Nó lướt qua đại dương với tốc độ đáng kinh ngạc và kéo theo chiến hạm Dragon Hunter được gắn chặt vào lưng. Sailfire là một con rồng biển sâu khổng lồ với lớp vỏ phẳng và cứng để bảo vệ. Sailfire có thể phóng ra những tảng đá lửa khổng lồ phát nổ như những quả đạn đại bác khổng lồ. Nó có hai chiếc sừng dài và hơi cong ở hai bên đầu. Sailfire có khả năng bắn ra một loạt tảng đá plasma lớn. Những viên đạn này có thể được bắn liên tiếp nhanh chóng, giống như súng cối, và va chạm như đạn bom. Vỏ bọc thép của Sailfire rất bền và có khả năng chống chịu cao đến mức cho phép nó chịu đựng hầu hết mọi thứ, thậm chí là nhiều đòn từ kẻ thù tự nhiên của nó là Submariper mà không có dấu hiệu bị thương, chỉ bị kích ứng nhẹ. Những con rồng này dài khoảng 49m. 4. Screaming Death. Con rồng lớp Boulder đáng sợ này là một con Whispering Death đột biến, khổng lồ và nặng nề. Theo Fistless, nó không được ghi lại trong sách rồng vì nó được sinh ra khoảng 100 năm một lần. Tử thần gào thét có tất cả những điểm mạnh của người họ hàng cấp dưới của nó là Whispering Death và không có điểm yếu nào. Nó có thể bay vào ban ngày mà không bị tổn thương bởi ánh sáng, khiến nó trở thành con rồng mạnh nhất mà Burke từng đối mặt kể từ Red Death. Giống như Whispering Death, Screaming Death thích đào hầm, đục thủng các cột đá trên biển và tàn phá toàn bộ hòn đảo. Nó có màu trắng, đôi mắt to màu đỏ, thân hình dài cũng như đồ sộ hơn với chiếc đuôi lớn. Bất chấp kích thước của Screaming Death, đôi cánh của nó chỉ có kích thước bằng một con Skullcrusher. Một số trang web đã đánh giá thấp kích thước của nó khi cho rằng nó chỉ dài 15m. Nhưng rõ ràng là họ đã sai vì theo ước tính nó phải dài từ 60 đến 90m. 3. Red Death. Sinh vật khổng lồ này là nhân vật phản diện chính của bộ phim How to Train Your Dragon đầu tiên. Tử thần đỏ là một con rồng khổng lồ, đầu của nó rất kiên cố với một cái sừng ở mũi, một cái nhịp sau đầu hình dạng như san hô và bộ hàm chứa những chiếc răng khổng lồ. Tử thần đỏ sở hữu 3 cặp mắt khiến nó hầu như không có điểm mù. Màu da của nó chủ yếu là màu xanh lam với mặt dưới màu cam và cơ thể to lớn có những chiếc gai lưng giống như Godzilla vậy, cũng như những chiếc gai màu đỏ và một chiếc đuôi hình chùy. Những tia lửa phun ra từ tử thần đỏ rất lớn và mạnh mẽ, đủ để hạ gục cả một hạm đội tàu Viking chỉ trong một hơi thở. Toàn bộ cơ thể của nó được bọc thép kiên cố với lớp vảy dày đặc, sừng và những đường diềm giống như san hô, giúp con quái vật khổng lồ có thể xuyên thủng và phá hủy những vách đá lớn của núi lửa và những ngọn núi nhỏ hơn ở hai bên. Theo truyền thuyết, nó sống được 2.000 năm và có thể dài tới 122 mét. Bên cạnh Red Death thì còn có các phân loài như Green Death và Purple Death. 2. Forever Wing. Đây là một con rồng khổng lồ thuộc lớp Mystery xuất hiện lần đầu trong Dragon The Rise of Burke. Forever Wing là một con rồng to lớn có màu nâu gỗ. Đầu của nó có cành hướng ra sau và dưới cằm. Những cành cây này giống như tóc và râu của nó. Nó có đôi mắt nhỏ, hiền lành và vẻ ngoài cổ xưa. Con rồng này trông khá già và khôn ngoan. Forever Wing có những tán lá dày, chẳng hạn như cây cối và thảm thực vật trên lưng. Nó có thể tạo ra lượng dung nham dồi dào, đủ mạnh để phá hủy toàn bộ ngôi làng. Ngoài dung nham, Forever Wing còn có thể bắn ra đạn axit nhỏ màu xanh lá cây, như được tiết lộ trong Dragon Titan Uprising. Những đòn này đòi hỏi ít năng lượng hơn dung nham nhưng yếu hơn nhiều. Nó cũng trông giống như một con rùa. Con rồng này thực sự có kích thước khổng lồ, nhưng vì kích thước của nó chưa bao giờ được công bố, nên mình chỉ có thể ước tính nó lớn hơn một chút, hoặc có cùng kích thước với Red Death với chiều dài 122 mét. Ở vị trí số 1 đó chính là Bewilderbeast. Được xem như vua của tất cả các loài rồng, Bewilderbeast là một con rồng alpha cực kỳ to lớn và quý hiếm mà tất cả những con rồng khác đều phải cúi đầu. Nó là một con rồng khổng lồ thuộc lớp Tidal xuất hiện lần đầu trong How to Train Your Dragon phần 2. Bewilderbeast là một con rồng có gai cực kỳ to lớn với một cặp ngà khổng lồ giống như sừng nhô ra từ hai bên đầu và có đôi cánh lớn. Mặt trước của cơ thể chúng được bao phủ bởi các gờ có hình dạng giống như những chiếc gai. Khả năng đáng chú ý và đáng sợ nhất của Bewilderbeast
là phun ra những dòng nước băng giá có thể đóng băng mọi thứ. Nó thực hiện điều này bằng cách hút và nuốt một lượng lớn nước từ biển và khuấy động trong thực quản dọc theo cổ. Mặc dù là vua của tất cả các loài rồng và là loài alpha, nhưng nó không thể bay. Dù vậy, nó vẫn có thể bơi và ở dưới nước trong thời gian dài. Đây là loài rồng lớn nhất và dài đến 158,5 m. Bewilderbeast cũng là những kiến trúc sư khá ấn tượng, tạo ra những chiếc tổ gần như không thể xuyên thủng cho đàn của nó. Clip về chủ đề bí kíp luyện rồng hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Các bạn có thể bấm đăng ký kênh nếu như muốn xem thêm những nội dung tương tự nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào lần sau.